Xin chào tất cả mọi người, mình là Việt Hà Bắc Sơn, chuyên gia tư vấn về các vấn đề về răng miệng. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về căn bệnh hôi miệng và cách để trị dứt điểm bệnh hôi miệng. Rất là nhiều bạn trẻ đã gọi điện và nhắn tin cho mình hỏi rằng: chị ơi, em ngày đánh răng 2-3 lần, đánh răng rất sạch sẽ rồi, đánh rất kỹ rồi, nhưng tại sao mà em vẫn bị hôi miệng? Rồi là chị ơi, có thuốc gì để giúp cho em trị cái mùi hôi miệng của em không? Em rất là mất tự tin khi mà giao tiếp, khi nói chuyện, khi mà ngồi gần, đứng gần bạn bè thì em nhìn thấy họ cứ lảng lảng em. Rồi là rất là nhiều những vấn đề khác, đặc biệt đó là các bạn trẻ mà chưa kết hôn, vẫn đang trong tuổi yêu đương, thì một cái khoang miệng mà bị hôi thì thực sự là rất là ngại trong việc đó là trao đi những cái nụ hôn yêu thương dành cho đối phương, đúng không ạ? Và để giải quyết những cái vấn đề về hôi miệng thì mình sẽ bóc phốt 5 cái nguyên nhân dẫn đến bệnh hôi miệng mà các bạn không thể ngờ tới. Thứ nhất, không chỉ là do vệ sinh răng miệng không sạch sẽ đâu, mà là do vi khuẩn kỵ khí nó đang ở cái vị trí ứ đọng ở vùng khoang miệng, ví dụ như ở túi nha chu này, ở lưỡi này, ở kẽ các răng này, rồi là ở các cái răng sâu này, nó vẫn đang trú ngụ ở đó. Và việc đánh răng súc miệng thông thường không làm nó rửa trôi đi hoặc không diệt được chết nó. Nhưng khi kết hợp với tinh dầu răng miệng dạ thảo liên với các thành phần như trầu không, hương nhu, bạc hà, xạ hương, quế, tinh dầu liên kiện, an toàn, lành tính, sử dụng được cho cả trẻ nhỏ, bà bầu và tất cả mọi người đều có thể sử dụng được, có thể nuốt được, có thể uống được, uống lại còn tăng sức đề kháng nữa, thì cái sản phẩm này nó có cái tinh dầu trầu không. Tinh dầu trầu không sẽ giúp diệt khuẩn này, tinh dầu bạc hà sẽ làm thơm miệng này, đấy, rồi diệt khuẩn, rửa trôi vi khuẩn, làm thơm miệng thì chúng ta mới hết được cái mùi hôi khó chịu. Vì các con vi khuẩn là cái vật thể sống, và vật thể sống thì nó không bị rửa trôi đi với nước thường, mà nó phải là tinh dầu thì nó mới rửa trôi được những con vi khuẩn này đi. Đấy. Tiếp theo, nguyên nhân số 2 đó là do ăn uống các thực phẩm chứa các chất làm khô miệng. Đấy, chứa các chất làm khô miệng, ví dụ như là thuốc lá này, rồi là bia này, rượu này, cà phê này, và đặc biệt đó là các chất gây mùi như hành tỏi này, thì cũng có thể gây ra mùi hôi miệng nhé. Số 3 đó là do các bệnh lý về viêm nha chu hoặc là răng miệng, vệ sinh răng miệng không kỹ thì cũng có thể gây ra mùi hôi miệng. Tiếp theo đó là chúng ta sử dụng một số loại kháng sinh tạo ra cái mùi hôi miệng. Đấy. Tiếp theo nữa đó là do các bệnh lý về dạ dày, về ruột, rồi là hội chứng mùi cá ươn. Đấy, rất là nhiều bạn cũng có thể đã mắc phải cái hội chứng mùi cá ươn thì cũng gây ra mùi hôi miệng. Và mùi hôi miệng ở đây thì là như các bạn đã biết là nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy từ hôm nay đừng hỏi tại sao, đó là em đánh răng sạch sẽ rồi nhưng mà em vẫn bị hôi miệng. Vì có thể là các bạn gặp phải những nguyên nhân trên, đặc biệt đó là nguyên nhân chính đó là do vi khuẩn kỵ khí vẫn còn ẩn chứa rất nhiều trong cái khoang miệng của các bạn. Và cái giải pháp của các bạn ở đây mà mình mang đến và mình đã mang đến cho rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam đã sử dụng và cho hiệu quả rất là tốt, đó là cái tinh dầu răng miệng dạ thảo liên. Một cái lọ nhỏ rất là xinh xinh như này có giá 125.000. Các bạn có thể là dùng, thứ nhất, vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối thì lấy một bàn chải đánh răng và một lọ kem đánh răng. Các bạn cho cái kem đánh răng vào bàn chải, cho kem đánh răng vào bàn chải nhé, cho một ít thôi, không cần cho quá nhiều, bằng hạt đậu và đỗ là được rồi. Đấy, cho kem đánh răng vào bàn chải. Sau đó các bạn nhỏ một giọt tinh dầu răng miệng này vào, đúng một giọt thôi các bạn nhé, chỉ cần một giọt nhỏ như này là được này. Đấy, một giọt nhỏ tinh dầu răng miệng. Sau đó các bạn đánh răng cho mình trong vòng 2 phút, đánh hết hàm trên, đánh hàm dưới, đánh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đánh nhẹ nhàng, đánh thật kỹ, đếm tầm 120 câu đến 200 câu. Đấy, mình thì thường mình đếm là 1, mình thường hướng dẫn con mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9, 10, 11, 12 này. Mình đếm như thế thì là mình sẽ thấy mình đánh răng rất là đều. Rất là nhiều bạn thì đánh răng theo kiểu là xoay 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 cái, thế là xong luôn. Hoặc rất là nhiều bạn thì đánh quá mạnh khiến cho bào mòn cái men răng. Thì các bạn hãy đánh đúng cách, theo cách mà mình hướng dẫn, đó là nhẹ nhàng, đánh trong vòng 2 phút, đánh hết hàm trên, hàm dưới, trong ngoài. Sau khi bạn đánh răng xong thì các bạn sẽ dùng cái que cạo lưỡi này và cạo đi phần rêu lưỡi. Phần rêu lưỡi này cũng là một cái môi trường ẩn chứa rất là nhiều vi khuẩn gây ra mùi hôi miệng. Thì các bạn sẽ cạo tầm 3 đến 4 lần. Mỗi ngày các bạn cạo một ít, cạo nhẹ nhàng thôi, không cần quá mạnh đâu. Đấy. Sau khi các bạn cạo lưỡi xong thì các bạn lấy một cốc nước 20ml. Đấy. Rót 20ml nước sạch ra. Cho một giọt tinh dầu răng miệng vào. Và
ngậm, súc miệng trong vòng 2 phút đồng hồ. Bước này rất là quan trọng vì bước này sẽ làm rửa trôi và sẽ diệt đi những cái con vi khuẩn còn cứng đầu bám lại ở trong khoang miệng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ ngậm trong vòng 2 phút. Ngậm này rất là quan trọng mọi người nhé. Rồi sau khi mà chúng ta ngậm xong là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề hôi miệng ngay tức thì rồi. Với những bạn mà đi làm công sở hay ăn vặt hoặc là hay uống cà phê, hoặc là có nghĩa là hay đi làm trong thời gian dài, thì các bạn có thể là mang theo cái lọ này để trong túi sách đấy, và thỉnh thoảng các bạn lại bỏ ra nhuốt một giọt, ngậm một giọt và nhuốt là sẽ hết hôi miệng luôn. Hoặc các bạn cũng có thể là chuẩn bị một cái lọ nước, chai nước như này đấy, và cho một giọt tinh dầu vào để uống. Cứ tầm độ 30 phút hoặc 1 tiếng các bạn uống một hụm, vừa không ai phát hiện ra là bạn đang sử dụng thuốc trị hôi miệng. Thứ hai đó là bạn sẽ uống một cái nước uống thảo dược rất là tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, trị ho, viêm họng, viêm amidan, làm sạch và thoáng miệng, đặc biệt là làm thơm miệng. Đấy, các bạn sẽ cho một giọt vào một chai nước như này, lắc đều lên một chút, sau đó là các bạn chỉ cần thưởng thức chai nước thần kỳ này thôi là các bạn sẽ thấy cả một ngày dài loại bỏ mảng bám, hơi thở thơm mát và bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Những cái vi khuẩn mà có khả năng người ta hắt hơi cái nước bọt bắn vào các bạn, thì khi các bạn thường xuyên uống nước pha tinh dầu nó sẽ rửa trôi đi, và mình cam kết rằng nó rất là an toàn, sử dụng được cả cho bầu bí và con nhỏ. Bây giờ mình sẽ uống cho bạn xem nhé. Đó, rất là thơm luôn. Và khi các bạn pha loãng ra là nó không cay nữa. Còn đây, đấy, đấy, rất là thích luôn. Mình rất thích nhỏ tinh dầu hàng ngày. Thứ nhất là để cho cái khoang họng của mình luôn luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất. Thứ hai đó là diệt đi mọi con vi khuẩn có thể chui vào vùng họng của mình. Các bạn mà muốn mua sản phẩm chính hãng được bảo hành thì các bạn hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn theo số điện thoại 0963 146 392. Khi các bạn mua một lọ tinh dầu răng miệng 125.000 bên mình sẽ tặng kèm các bạn một cái que cạo lưỡi để các bạn cạo đi phần rêu lưỡi, đồng thời mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc bàn chải đánh răng đấy. Và nếu như các bạn mua lọ to 270.000 20ml nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều, thì các bạn cũng sẽ được tặng một que cạo lưỡi, một bàn chải đánh răng, và đặc biệt hơn nữa đó là một lọ son dưỡng môi cực kỳ siêu xinh luôn. Và hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn để được mua hàng chính hãng nhá. Xin chào tất cả mọi người. Số điện thoại của mình là 0963 146 392. Hãy nhấc máy lên và gọi cho mình nhá.